Em xin chào quý anh chị, cô chú. Hôm nay em lên một cái cây đàn guitar điện để cho cái phần video của em, cái nội dung video của em nó không có bị nhàm chán ha. Thì làm classic acoustic, bây giờ mình sẽ xen kẽ vô đàn điện. Thì video hôm nay em xin giới thiệu với mấy anh chị, cô chú một cây guitar điện đến từ thương hiệu là Fusigen. Fusigen thì đây là em nó đây. Thì em sẽ giới thiệu sơ bộ về cái cây đàn này, về ngoại hình trước, sau đó thì em sẽ giới thiệu cho anh chị chi tiết về cấu hình của em này. Đây, mời mời quý anh chị xem qua. Thì cái này hiện trạng của nó long lanh nha mấy anh chị, long lanh đẹp trên 95%. Có thể nói là gần như mới, like new luôn mấy anh chị. Không có chày một vết nào hết, không có chóc sơn. Anh chị xem bộ khóa nó nè, anh chị xem bộ khóa nè. Đây, cấu hình của con này là HSS. Rồi, finger map này ạ, finger này ạ, cái phím này á là được làm bằng gỗ rosewood, cần thì được làm bằng gỗ Maple. Rồi. Thì cái Fusigen, cái cây này thì nó thuộc dòng G Standard nha quý vị ha. Đây là mẫu được sản xuất xuất xưởng năm 2009. Bộ khóa Goto. Bộ khóa Goto, em quay vào đây cho mấy anh chị xem cho nó dễ. Đây thì mấy anh chị thấy ha, đây bộ khóa Goto, Made in Japan. Thì cái này được sản xuất tại Nhật Bản. Đây là số series của nó, đây là số series của cây đàn, mà số series này thì nó sẽ thể hiện là năm sản xuất của cây đàn. 09 là năm sản xuất cây đàn là 2009 nha mấy anh chị. Mấy anh chị xem cái cần đàn vân gỗ tự nhiên nhìn rất là nét. Bộ khóa rất là sáng bóng nha mấy anh chị nha. Hiện tại thì em đang bán cây này với giá rất là hời luôn mấy anh chị. Cây này chỉ có giá 10 triệu. Một cây đàn gần như mới. Thật sự cầm ở bên 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 ngoài thì mình mới có thể cảm nhận được hết. Từ mọi thứ, mình không có điểm nào chê hết. Rất là đẹp, một cây đàn cũ đã qua sử dụng. Nhưng mà tới thời điểm từ 2009 tới bây giờ, chủ nhân họ ít dùng hay là hoặc là họ bảo quản tốt. Thì khi về tới Việt Nam, cây đàn vẫn còn giữ được cái độ mới của nó ngay từ ban đầu. Rồi sau đây em mời anh chị xem một cái đoạn video em quay, và trong đó thì em sẽ tham khảo cho mấy anh chị thêm những cái thông tin nó sâu hơn về cây đàn này. Cảm ơn anh chị đã xem video ha. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ xem một cái clip tổng quan của cây đàn một lần nữa. Rồi, cảm ơn anh chị.